Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu một bức tranh về một cô gái đang đội vương miện, bên cạnh là một chiếc bánh sinh nhật nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Mình sẽ lấy màu hồng để tô chiếc bánh kia. Mình sẽ lấy màu vàng để tô lên tóc. Sorry.